chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị. Cái lô này là lô cây nhài nha cô chú anh chị. Hoa nhài ướp trà đó cô chú anh chị. Nhài hoa rất là thơm luôn ha. À, mấy cây này thì nó rất là già luôn rồi cô chú anh chị. Mười mấy năm hết trơn rồi. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Rồi mã số đầu tiên là mã số F1. F1 ha. Mấy cây này thì nó có những cái chỗ mà lũa như vậy nè. Nhưng mà nó sành hết rồi nha anh chị. Nhú bắt đầu nhú trời, rất là dễ sống luôn anh chị. Về mình phơi bớt đất ra mình ủ chấu cho người trồng ha. Còn đế này nó cũng có bị lũa này nè. Nhớ anh chị nhớ trồng sao thoáng nước nha anh chị, có nghĩa là thoát nước tốt á. Anh chị đừng trồng ẩm nước quá ha. Nó cục cục nu nu luôn. Dạ, nu cục cục luôn. Nè, này cũng lũa đây nữa ha, có những cái chỗ lũa mà. Nè. Cái này đâu là sao, không biết đâu luôn á. Đo sát dưới đây luôn ha. Nguyên cụm nó liền nhau nha anh chị. Đo cụm gì đi. Cụm gì là 24 nha anh chị. 24. Đo sát dưới. Chiều cao nó là 41. Đường kính bầu là 27. Chị rất là già. F1 2.500.000 bao ship. Rất là đẹp luôn nha anh chị. 2.500.000. Cái này loại này nó lâu lớn lắm ha. F2. Già nu. Rồi em đo sát như vậy nè. Vị trí em đo vậy ha, 18.5. Chiều cao 42. Đường kính bầu 26. Mấy này dễ sống nha anh chị. F2 850.000 em bao ship. F3. Cái này một cốt luôn. Một cốt có thằng cao luôn. Cái này thì nó có lửa trên đây nè chị. Chút xíu. Cái này rất là quái nha chị. Nó 11 thôi. Chiều cao nó là 44. Đường kính bầu 24. Mấy này cỡ bầu em khỏi đâu bầu nha anh chị. Khoảng hai mấy ha. Rồi F3 1.500.000 em bao ship. F4. Cái này là cái băng keo nha anh chị. Dán để phân biệt cây to cây nhỏ nè. Đó, cây to nè, già cây nè anh chị. Nu 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 bóng da luôn. Đó. Dạ, nhìn gì chứ nó dễ đâm trời lắm nha. Nó cũng lỗ quá. Cái này nguyên một cái sụp. Em đâu nguyên cái to củ này luôn. Củ 23. Chiều cao nó là 46. Đường kính bầu là 29. Cây quay gần quay xa anh chị. Nghe chỉ cái hoành giùm em ha. Rồi mã F4. Cây này là 1.900.000 em bao ship toàn quốc. Rồi mã số F6 nha anh chị. Không có F5 nha. Mã F6. Chốt đúng mã gì nè ha. Cái này về mình phơi bớt đất cho mình trồng. Mình ủ vô cho nó cao cao cái đế lên chút ha. Cái này già nu anh chị. Hoành nó 18. Chiều cao là 41. Này đường kính bầu 30 luôn. Đế nó nơm lên hết nè. Vậy giờ mình ủ đế cao cao lên. Dễ sống lắm ha. Vì lửa mới nhẹ nhẹ. Rồi mã số F6. 1.900.000 luôn em bao ship gắn bay luôn nha anh chị. F7. Đế okay lên. Rồi đế lên. Cái liên một cụm rất là to anh chị. Dạ, cây dạ dữ lắm luôn. Trên chục năm hết cho anh chị. Cây là mấy cây to nè. Hoành nó 22. Chiều cao 42. Chiều dài cái bầu là 35. Cái này thì bị lửa dưới đây xíu. Lũa của nó là lũa sành hết nha anh chị. Rồi mã số này là F7 2.200.000 em bao ship. F8. Cái này một cốt. Nó lâu năm thì nó hay dễ bị lũa anh chị nè. Lũa nè. Đó. Này thân lũa đây lũa. Lũa cứng nha. À, bên đây cũng có lũa nha anh chị. Lũa rất là quái. Hoành nó 16. Chiều cao là 53. Đường kính bầu 27. F8 2.400.000 em bao ship. F9. Củ nguyên củ nè. Này nguyên củ nó dính liền luôn nè chị. Nó bóng da luôn nè. Ôi nguyên củ rất là to nè chị. Chi tay nó nè. Nè nhú trời, có thằng nhú trời chưa. Em dạy diễn cho anh chị có thể nhú trời ra ha. Hoành nó 23. Hoành 23. Củ chiều cao 41. Đường kính bầu 26. Rồi mã số này là F9 2.500.000 em bao ship. F10. Cái
cây này cũng liền luôn này, nó già dữ lắm, nó già luôn anh chị. Hoành nó 20, chiều cao 33, F10. Có những cái chỗ lũa nhẹ thì không sai anh chị, lũa nó cứng lắm. F10 này 750 em bao ship. F11. Cây này một cốt. Một cốt to nè anh chị. Này bị lũa nè. Đây bị sẹo. Ôi cọng đế này nó bị lũa nè ha. Nè. Lũa bên đây, bên đây còn. Nguyên một củ rất là to anh chị. Nó là 18,5. Chiều cao 46. Đường kính bầu 27. Rồi F11 2,200,000. Vậy anh chị cũng phải khui đất cho mình trồng ha. Ủ cho thoát nước nha anh chị. Cái này mới quái nè, tại cái này F12, nó dính cái gồng rễ dưới này nha, nên quấn lại nha anh chị, sợ nó dứt cái bầu ra đó. Đó này anh chị trồng đổ được nè. Đây có hai gồng rễ nè. Cũng ít thôi à. Nhưng mà nó dính vậy, để dưới đây có hai gồng rễ nữa nè. Anh chị về này chơi đổ được đó anh chị ơi. Đây này nó hơi liền cái dáng đó, này nó bị cái lũa đây. Cây này nó liền một củ, chỗ này rất là to nè anh chị, cầm gớp một gôm tay luôn ha. Nhìn vô cái chậu nó cao lên. Này chơi đổ xuống. Hoành 16 nha anh chị, ngay đây. Chiều dài cái thân này là 56. Chiều dài cái bầu là 32. Hai cộng đế dưới đây, hai cộng đế trên đây đó. Rồi F12. Em 12 1,9 em bao ship. 1,9 em bao ship chị ạ. F13. Giống như cây này cũng vậy, nó có hai ba cộng đế đó. Đế nó là ít nha anh chị đó, đế nó là vậy thôi, tại dạng này nó vậy, nhưng mà nó dễ sống ha. Rồi cây này thì nó lũa chỗ ngay đây. Miếng. Đó, lũa chỗ này. Cây già dữ lắm già. Lũa nó nè anh chị. Đó. Nhánh này nó cũng lũa nó nè ha. Tại vì lâu năm á nó dễ bị lũa. Hoành nó 16. Chiều dài của nó là như vậy là 50 nè. Cái nôm đế lên vậy là 16 luôn nha anh chị. Nôm đế cao lên. Chiều dài cái bầu là 31 F13. F13 cây này giao lưu với anh chị 1,200,000 em bao ship. Rất là đẹp. F14. Ôi củ anh chị xem nè. Liền củ rất là già cây luôn ha. Bóng già luôn. Nu luôn. Cái này nó có cái lỗ ở đây. Lỗ ở đây nhỏ. Hoành 23 cái củ này 23 nha anh chị. 23 hoành củ luôn. Chiều cao là 50. Cái nhánh trên đây cũng có lỗ nè. Rồi F14 1,5 em bao ship. F15. Cái cây này quái luôn nha anh chị. Liền một củ không à? Đo nguyên cái củ ha, này em bán em đo củ ha, 20 hơn xíu gần 21, chiều cao nó là 37, đường kính bầu 28, rồi F15 750 em bao ship, F16, cái này thì nó nhỏ hơn, đi lửa đây xíu, hoành đó là 14,5. Chiều cao nó là 42. Chỗ này lũa ha. Rồi mã số F16 850 em bao ship. Rồi cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha. Cực kỳ im nha anh chị. Đó, rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gối này là nửa ký 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200,000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước, hoặc một gối này nè mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó,
là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tận nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. À, nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa dạng kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Nhật nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tận nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Nè. Đó, anh chị xem ha, lũi nè, bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị dày cạp ha, rất ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén. Anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gói kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bén luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó. Nè. Bao bén luôn. Đó. Cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ. Anh chị coi nè. Cái mặt cắt nè. Đó. Mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt. Nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cái mai đây. Đó. Mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách. Rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm nha anh chị ơi. Nè, em 23 cm. Em đây ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm. Còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa, nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha. Nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè.
những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị, 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.